Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video này tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số sàn quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota VSE phiên bản 1.5 MT. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Màu trắng rất là mới, rất là đẹp luôn. Sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh hơn 8 vạn, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn đẹp và nguyên zin nguyên bản các bạn ạ. Đấy, phiên bản này là phiên bản Toyota VSE MT. Đấy, phiên bản EMT. Ở Toyota VS nó có phiên bản E và G. Phiên bản E thì có phiên bản E số sàn, phiên bản E số tự động. Chiếc xe này thì phiên bản này là phiên bản số sàn mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị các bạn nhé. Không đâm đụng, không có bị va chạm gì cả đâu. Đấy, và cụm đèn này chưa có bị xước sát gì các bạn nhé. Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay thì nó mưa cả ngày, cho nên là không kịp rửa xe, không kịp lau xe, mà xe về cái là tôi cứ chụp, tôi đăng lên cho quý vị các bạn xem đã các bạn nhé. Quý vị các bạn nào mà đến xem thì tôi sẽ lau rửa, dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ lại cho quý vị các bạn xem nhé. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương này, và cụm đèn pha cũng còn nguyên bản, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Đây là cụm đèn pha này. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. 2018, la răng đúc đầy đủ hết rồi. Toàn bộ về phần ngoại thất thì đều rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Bây giờ là phần nội thất của chiếc xe. Đây là keo chỉ cánh cửa phía trước bên lái này. Đấy, toàn bộ nội thất đều rất đẹp nhá. Nội thất từ táp lô đến táp bi đều rất mới này. Chiếc xe lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi các bạn nhé. Đấy, vô lăng cần số này, tay phanh này đều rất đẹp. Màn hình Android to rồi này. Đấy, chiếc xe này thì không có bọc trần đâu bạn này, còn nguyên nỉ này, và nội thất màu kem, ghế da màu kem, trải sàn da đầy đủ rồi. Đấy, và chiếc xe được sản xuất năm 2018 đây này. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn nhé, 2018. Đấy, nội thất thì rất mới rồi. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, nội thất rất đẹp. Đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên lái này, toàn bộ từ keo chỉ này, táp bi này đều rất đẹp luôn bạn nhé. Đấy, đều rất là mới. Và đây là cái phần cốp sau của chiếc xe này, từ ốc cốp sau đến keo chỉ cốp sau cũng đều nguyên zin luôn bạn nhé. Đấy, nguyên zin và rất đẹp này. Đấy, lốp sơ cua này đầy đủ hết luôn các bạn ạ, và rất mới. Táp bi cánh cửa phía sau bên phụ đây các bạn xem này, từ keo chỉ cánh cửa này còn nguyên zin này, táp bi cánh cửa nguyên zin luôn bạn nhá. Nội thất đằng sau này, đấy, đều rất đẹp luôn này. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này đều đẹp luôn bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp kỹ đâu, mới gọi là về cái là tôi lau qua để tôi giới thiệu cho quý vị các bạn đã này. Màn hình Android to đùng luôn. Đấy, vô lăng cần số, tay phanh đều rất đẹp này, cần này nguyên trần nỉ nhé, chưa bọc. Đấy, rất đẹp. Và tiếp theo tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios 2018 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít. Đấy, chiếc xe này thì mộc nguyên, chúng tôi còn chưa dọn dẹp đâu bạn này, chưa có dọn dẹp tí nào các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì tôi sẽ chưa dọn, và bây giờ chiều nay thì tôi sẽ cho đi dọn đi, cho nên quý vị các bạn nào mà đến xem chiếc xe này thì chắc chắn nó sẽ đẹp hơn, nó mới hơn chiếc xe này luôn các bạn ạ. Đấy, chưa dọn dẹp nhưng cơ bản là nó còn nguyên bản, nguyên bản này, từ ốc cabo này, keo chỉ cabo này còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ cabo nguyên zin, chưa dọn tí nào luôn các bạn nhá, còn bẩn nguyên đây ạ. Đấy, nguyên zin hết các bạn ạ, không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì đâu, máy móc nguyên bản hết đây ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn về chiếc xe Toyota Vios E 2018 phiên bản số sàn các bạn nhá.
chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 288 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.